Peggy 18. Đến hẹn lại lên thì hôm nay mình sẽ lại tiếp tục giới thiệu đến các bạn những tựa game PC hấp dẫn sẽ ra mắt trong tháng 5 năm 2017 này. Đây đều là những tựa game hấp dẫn mà khó có game thủ nào có thể bỏ qua được. Việc của bạn bây giờ chỉ là làm sao có thể sắm được một bộ PC phù hợp với túi tiền của bản thân mình để có thể trải nghiệm những siêu phẩm game máy tính này ngay khi chúng vừa ra mắt. Nếu bạn đang băn khoăn không biết lựa chọn cấu hình máy tính như thế nào hay giá cả làm sao, thì hãy nhanh tay truy cập vào địa chỉ abshop.vn để có thể tư vấn lắp đặt cũng như lựa chọn cấu hình phù hợp với bản thân. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy ở shop rất nhiều mặt hàng gaming gear với đủ thể loại ở nhiều phân khúc giá khác nhau, sẽ giúp trải nghiệm game của bạn được nâng lên một tầm cao mới. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Token Channel. Trong video này hãy cùng mình tìm hiểu top 6 game máy tính hay tuyệt vời trong tháng 5 năm 2017 nhé. Guess Even. Đây là một tựa game hành động kinh dị mang màu sắc ảm đạm u tối do hãng game Bandai Namco phát hành. Và đây cũng từng là cái tên thu hút được rất nhiều sự chú ý nhờ vào nền đồ họa cực kỳ đẹp mắt. Ngoài một lối chơi hại não game thủ thì về bản chất đây vẫn là một tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất. Theo nhà phát hành Bandai Namco tiết lộ thì trong game bạn sẽ vào vai một nhân vật có tên là Cosplex, là một người đàn ông bị mất trí nhớ tỉnh dậy trong một nhà thương điên bị bỏ hoang. Điều duy nhất còn tồn tại trong tâm trí của anh đó là cần phải giải cứu một cô gái bị trói cùng một trái bom nổ chậm trên người. Strap. Nếu bạn là fan yêu thích của thể loại game FPS cổ điển, là dòng game không cần phải suy nghĩ nhiều mà chỉ cần dựa vào phản xạ nhanh nhạy để phục vụ cho việc chạy và bắn, thì rõ ràng tựa game này sẽ đáp ứng được nhu cầu đó của bạn. Game được phát triển bởi hãng Pixel Titan và lấy nhiều cảm hứng từ những huyền thoại bắn súng thập niên 90 để xây dựng lên cho mình một cơ chế gameplay tương đối hấp dẫn và rất hợp thời. Điểm thú vị ở game là bạn có thể thu thập những mảnh vỡ từ việc tiêu diệt kẻ thù và sử dụng chúng như một loại tiền tệ trong game, nhằm phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như mua sắm vật phẩm hay nâng cấp trang bị. The Sir. Đây là một tựa game hành động nhập vai hấp dẫn được phát hành bởi hãng Focus Home. Trò chơi được xây dựng trên một nền đồ họa ấn tượng cùng bối cảnh đậm chất khoa học viễn tưởng. Game sẽ đưa người chơi đến với thời kỳ hậu khải huyền ảm đạm, khi mà trái đất đã không còn duy trì được sự màu mỡ của mình mà dần bị rơi vào giai đoạn tàn phế, đã đẩy con người tới bờ vực diệt vong và phải tự cô lập mình khỏi cuộc sống bên ngoài. Có thể thấy nội dung này đã tạo nên được cảm giác hết sức mãn nhãn, xen vào đó là sự tò mò thích thú với game thủ. Thêm vào đó, tạo hình nhân vật chính của game cùng bộ cơ xương robot cực ngầu cũng đang khiến cho những fan hâm mộ hết sức kỳ vọng bởi lối chơi mang tính sáng tạo cùng hệ thống phát triển sức mạnh nhân vật độc đáo.
RAM. Có thể nói đây là một siêu phẩm phiêu lưu giải đố hứa hẹn sẽ làm điên đảo làng game trong năm 2017. Trong game bạn sẽ nhập vai một cậu bé đang bị kẹt trên một hòn đảo hoang. Nơi đây tồn tại những thứ mới lạ mà cậu ta chưa từng thấy trước đây. Và để tồn tại thì bạn phải tự thân một mình vượt qua những thử thách khó khăn trong game. Ngoài ra bạn có thể vận dụng những yếu tố như âm thanh, ánh sáng hay thậm chí cả thời gian để có thể khám phá những bí mật trên hòn đảo này. Với một lối chơi thú vị cùng những hình ảnh tươi sáng, có lẽ bạn sẽ khó mà dứt ra được khỏi tựa game này. Prey. Sau một thời gian dài trong ngóng chờ đợi, những fan hâm mộ của Prey cuối cùng cũng được thưởng thức phiên bản tiếp theo của series trong tháng 5 này. Nhưng có một chút tiếc nuối khi đây không phải là một hậu bản trực tiếp của tựa game đầu tiên, mà trong phiên bản lần này tựa game lại đi theo một phong cách khác pha trộn một chút yếu tố kinh dị như Dead Space. Tuy nhiên, nhà phát triển đã hứa hẹn game vẫn sẽ mang đến cho người chơi một trải nghiệm FPS chất lượng bên cạnh đồ họa cực kỳ đẹp mắt. Thứ sáu ngày 13 là tựa game kinh dị góc nhìn thứ ba lấy cảm hứng từ series phim cùng tên rất nổi tiếng. Game cho phép người chơi vào vai một tên sát nhân trong cuộc hành trình săn lùng các nạn nhân xấu số ở khu rừng hẻo lánh, hoặc bạn có thể vào vai những người sống sót và tìm cách thoát thân trước khi bị hắn giết hại dã man. Mình khuyến cáo những bạn game thủ có tiền sử bị bệnh tim hoặc tâm lý không ổn định thì không nên chơi qua tựa game này. Những hình ảnh và âm thanh rùng rợn trong game sẽ khiến bạn có cảm giác như mình đang trực tiếp đối đầu với tên sát nhân ngoài đời thật vậy. Nói tóm lại, thứ 6 ngày 13 có lối chơi pha trộn giữa hành động và kinh dị tùy thuộc vào phe mà bạn chọn. Và nếu đã chơi qua một số tựa game tương tự như Left 4 Dead hay Evolver, thì chắc chắn bạn sẽ không mất nhiều thời gian để làm quen với tựa game này. Bạn đánh giá như thế nào về 6 tựa game này? Hãy cho mình biết ý kiến bằng cách comment bình luận của bạn bên dưới video này. Nhớ like, share và subscribe để ủng hộ Token Channel và cập nhật những thông tin game và công nghệ thú vị mỗi tuần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.